Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một con game cũ. Câu này nghe hơi lạ lạ tí, tại vì lâu rồi tôi mới chơi mà mấy con game cũ là nhiều. Thì anh em từng biết trên kênh tôi á, tôi đã chơi con Return Gom Core này rồi. Để đổi tấm hình nền, đây, Return Gom Core, con trở về cái lõi. Thì lần trước chúng ta đã phiêu lưu xuống cái tầng 1, cái tầng thứ nhất. Trong cái bản Elite Access này chúng ta có 6 tầng. Thì tôi lang thang ở cái tầng 1 này rồi. Thì cũng chưa có làm được gì nhiều, nay tiếp tục cái công cuộc xây dựng đó thôi. Đây, chúng ta vô game. Cái màn hình loading game nó 3D nhìn rất là đã nha. Tôi rất thích cái kiểu này luôn, không biết họ làm cái nào luôn á. Nó không phải chỉ là lắc tấm hình qua lại thôi đâu, mà nó còn dựng mấy cái khối nữa. Trông rất là độc đáo. Đây, chúng ta tiếp tục cái hành trình phiêu lưu dưới lòng đất. Đang chuẩn bị vô cái hệ thống tưới tiêu tự động, làm cái thứ khác mà cho nó tự động quá. Mình tôi cũng đang gắp mấy cái đường dây xe lửa, không biết nó đi đến đâu rồi. Cái này là những cái miếng sắt hết quặng hay gì rồi, đi hình như có nè. Thêm tí gỗ nữa. Cái này thì chế tạo cái ống sắt. Cái ống sắt này á, là chủ yếu mình làm cái đường dây xe lửa. Đây, cái ống sắt đây. Chế tạo cái đường dây xe lửa là tôi chưa có thử lần nào hết, nên bây giờ cũng tranh thủ mà thử luôn. Cất bớt đồ ăn vô cái hòm này. Đi tưới cây cái nữa chứ. Dạo một vòng cái khu vườn của tôi. Đang cố gắng làm kiếm cái máy tưới tiêu cho nó tự động hóa. Tự động hóa đi thì nó nhanh hơn rất nhiều. Chứ mà làm tay như thế này nó mệt lắm. Có cái tự động hóa thì thoải mái nhẹ nhàng luôn. Mấy cái cây này á, là nó mọc ra mấy cái rễ xung quanh nè. Mấy cái rễ xung quanh thì nó cho mình cái gỗ này, cái gỗ cừu bắp này á, sử dụng để làm nguyên liệu cho ba cái đốt cái lò rèn đồ chẳng hạn, vừa là nấu ăn đồ chẳng hạn. Đó là ba cái mà gỗ cùi cùi nó sẽ mọc ra cái phạm vi là 5 bếp 5 ô, tức là từ cái khu này nè đó, nó mọc ra nguyên một cái khu này luôn. Tưới cây cái này đi xuống thăm em Lily. Mình sẽ tặng quà cho em ấy. Đủ 100 tim á thì đủ quà. Tôi cũng cố gắng mà xây dựng thử cái đường dây thôi. Bắt đầu từ chỗ này ha. Mình xây cái đường dây xe lửa và bạn số 1. Từ chỗ này đây. Nó còn có một cái nữa mà nó là cái gì tôi cũng không biết nữa nè. Đây, tôi mới xây hai cái công tắc nè. Không biết nó xài sao. Lên đây nhấn nghe hả? À đây. Ngon. Ừ? Cắm đây đi. Ở đâu có cây lúa mọc giữa đường gì nè. Này thì lúa với chúng tôi. Lúa đang trồng ở nhà mọc đây đó. Cái khúc cua nó có chỗ mà cây đàn là tôi đánh dấu nó rẽ xuống. Chỗ này thì nó đi xuống được không ta? À, nhấn G. Nhấn G để nó xây ngang xây dọc hay gì nào. Bỏ 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 cái này. Nó không có tự nối vô hả? Để thử tôi đặt cái xe ở đây nó có chạy xuống không. Đây, xe lăn của chúng ta. Lúa. Không, nó không có ôm cua ngay đó này. Khúc cua đó thì tính sao ta? Nè, khúc cua này tính sao giờ? Hay là bỏ chỗ này đi. Mình tới đây mình đi cái xe trung chuyển đi nữa. Chắc chỉ còn cách đó thôi. Chứ tôi cũng không biết làm sao. Lần đầu tiên đi cái xe này.
Tầm 7, tầm 7. Vừa đủ luôn ta. Công nhận là đo tính toán đồ nó tài tình phết luôn. Rồi, chúng ta đặt thêm cái xe lăn của chúng ta vô đây. Ở đây là cái bãi sắt của tôi nè. Tôi bỏ cái gỗ vô đây thì nó có cái máy đào. Cái máy đào nó là cái này nè. Vô đây thì tự đào sắt cho mình. Nãy giờ được 400 quặng rồi, ngon. Bây giờ phải thêm gỗ vô cho nó. Chắc để 100 gỗ luôn á. Công nhận nó hoạt động năng suất phết luôn. Ủa? Ôi phải. 40 phải nó tự bay ra đó giờ tôi không biết luôn. Nè. Thử là nhiêu đâu. Trời ơi, đó giờ toàn đánh tay cận chiến không mà, ngu dữ thiệt. Ngon. Mày hết chuột. Mày hết dơi. Mày thì Batman nè. Nhưng mà vẫn phải đi lại đụng đồ nha. Xuống thăm em đi ly đó. Baby. Khỏe không em? Tặng quà cho em đó. Em này thì rất là thích đồ nội thất luôn. Cái này thì không phải đồ nội thất hả? Chắc đặng mấy ghế này thôi. Ủa? À, hôm nay mình tặng nhiều đồ quá hay gì vậy? Thôi nó không nhận rồi. Về thôi. Từ cái sếp lần trước tới cái sếp lần này mà nó vẫn công nhận cái quái là cái gì, dướng đường dướng xá. Mình có cái mỏ sắt rồi, bây giờ mình phải có thêm cái mỏ đồng nữa. Từ đây cho nó nung sắt đã. 800 quặng nung tới Tết luôn cưng ơi. 200. Bên này dắt cái lúa của mình nó thu hoạch rồi. Cái này là cái máy gom đồ, nó sẽ gom đồ trong cái phạm vi khu tròn tròn này nè. Đó, mình gặt lúa thì nó sẽ thu vô đây. Nên xin nó lại mới đó. Và đây nấu ăn. Lúa với củ hành. Lúa với củ hành là nấu được rồi. Hiện tại là mình chỉ ăn chống đói thôi, nó không có cộng chỉ số gì đâu. Củ hành nè, lúa nè. Rồi bắt đầu cúc. Cái này là cái tin bo là cái thuyền của tôi hay vậy? Tám lăm bốn lăm tám chục trăm tư lúa thêm lúa top thì mình bỏ thêm lúa vô rồi nấu hết luôn. Đồ ăn mình hiện tại là chỉ chống đói thôi. Cái này thì 5% máu mỗi 5 giây, kéo dài 20 giây. Cái này tăng máu tối đa. Cũng được. Số 5 để xuống. Cái này là cái gì ta? À, cái máy nhặt đồ. Máy nhặt đồ bỏ vô đi.
Rồi, đậy cái ống lại đó. Mình sẽ để mấy cái lốc này xuống đây. Cái khu này thì chắc tôi quy hoạch lại cái khu tắm hơi luôn. Đục cái lỗ này đi. Nhà mình bây giờ là biệt thự view biển luôn đó. Chắc xây cái phòng tắm hơi ngay kế bên cái phòng tắm chính của mình. Cái phòng tắm hơi đây. Số 4 đi. Cái đường xuống phòng tắm hơi đây. Số 1. Sau này dắt gái về cho em nó tắm chung với mình. Đó, xuống tắm hơi nè. Ở đâu có cọng cỏ gì đây vậy? Cái hàng rào á, hàng rào dựng luôn cho rồi đấy, hàng rào dựng bên đây. Cái này là cái xuồng để mình đi. Này thì cũng cỏ mọc dưới đường. Ngon. Bây giờ đổ con lội bộ khắp map rồi đó. Lấy miếng tấm sắt này đưa lên đây cho nó làm thành cái ống. Từ cái ống này mình mới làm được cái đường ray xe lửa. Tôi sẽ chế thêm một cơ số nữa. Đó. Bây giờ đi kiếm cái mỏ đồng. Tí có đường ray đi đi kiếm luôn. Bây giờ thì mình còn một số cái nhiệm vụ gì nữa nè. Ở đây có một cái hang hôm bữa tôi đi tôi gặp nè. Nên hôm nay mình đi qua cái đường này. Đi xuống dưới thì đâm qua đây coi thử rồi. Cái hang này nó có cái hình con boss này mình đánh được chưa? Đem tí đồ ăn thêm. Mấy cái này là mấy cái tài nguyên không à. Ê, lộn rồi. Thôi bây giờ moi đồ ra. Cái này tí uống luôn. Cái này tí mình ăn nè. Tăng máu tối đa với hồi máu. Ok, dạng như là thuốc luôn rồi đó. Ăn hai cái ba bốn. Cái nền này đem ra. Mình còn cái gì nữa không? Đồ ăn là đem ra. Cái bơm đem ra sừng hai cái gỗ cánh dơi nguyên liệu đem ra luôn. Cái nước này còn cái nước ép trái cây gì nữa tăng chí mạng tốc độ nữa ha. Được, lấy cái này đi theo ăn luôn. Rồi, mục tiêu bây giờ là hướng xuống dưới này. Coi thứ hai dưới này có gì. Đây là con boss nè. Chắc đi chỗ này đi ngang đi xuống. Em này là dạng bán shop đồ hôm bữa. Coi có gì mới không? Không có gì mới cả, chỉ bán thịt với bán cái sừng này thôi. Cái sừng này 100 cái đồng. Rồi, mắc quá. À không, mình phải làm thêm cái bộ vũ khí nữa chứ. Không có vũ khí đi xuống đó là cái gì tự sát đâu.
cái lò này, cái nhà này, đây vũ khí đây, chế 4 cây luôn. Rồi đi thôi, chúng ta ăn một không thấy nhanh hơn tí nào cả, sao có mắt đỏ que vậy nào. Ôi hết đường rồi. Cái tổ này hình như tôi đi rồi, đi rồi. Đi ra. Cái này là cái gì vậy? Sao cảm giác như là núi lửa vậy? Con này con đỏ, còn con này con vàng hả? Mình đang ở đây, đâm thẳng xuống dưới luôn được. Hoặc là đâm qua phải. Bên phải thì giật không mà đâm dưới đi. Chưa có đút hả? Bên này có một mỏ sinh phua nha. Đặt hai cái máy đầu luôn. Bây giờ bỏ 150 gỗ vô mỗi cái. Có gì thời gian rảnh thì mình qua đây mình lấy. Chỗ này đâm ngang hoặc là đi xuống cũng đều gặp boss, đi xuống đi. Rồi đi thẳng qua bển là gặp có cái hang của boss đó vậy đó, cái hang này nó bự lắm. Xếp 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 xếp. Ủa phải phá nữa hả? Cái cửa này nó tự mở nha. Rồi 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 rồi, đánh con sâu gớm rồi. Cái giá, cái giá. Ấy da. Đau 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 đau. Đánh cái 120 máu thiệt.
Vậy con té giật nó chứ. Chết luôn, thiệt. Kéo ổn. Ghi tuôn lại. Ê, bấm xếp chị trời, thiệt. Lũ đạn em, tự nhiên bấm lại xếp. Biết gì không xếp này, lót là ngay cái cửa hầm rồi. Tốn hết 10 bình máu luôn rồi. Bây giờ méo đánh nổi con đó rồi, mình phải làm cái gì bây giờ? Có hai cái nhiệm vụ nó chỉ lên ở trên bên trái với mà trên bên phải vậy nè, nó chỉ trên bản đồ nè. Boss đơn ca hai máu lần mình đánh lần có vài chục mà nên nó tốn lắm. Bây giờ đi thăm em Mona đã. Boss là đánh đầu à. Lần đầu tiên đi xe lửa. Dọn cái khu này. Anh đến với em đây. Rồi mất sạch đồ những ba lô hả? À? Ôi vãi đạn. Không được, không ổn. Mất đồ hết trong đó thì sao mà tặng quà được nữa. Không có đá, không có gỗ, không có sắt gì cả. Tele về thử con quái nó dễ chơi, hóa ra là nó quá mạnh luôn. Bây giờ mất sạch đổ cho anh xong chơi vậy. Trời ơi đi bển lụm được không, không biết nữa. Rồi mất hết cái đống gỗ bao la luôn rồi. Thôi xong tôi rồi. Không được, phải đi lụm đồ mới được. Lụm không được thì mình chạy thôi. Đâu phải đường này. Khổ, khổ như vậy luôn. Giờ chết nữa là đối gắt luôn á. Là chả còn cái gì luôn á.
Hồi nãy đi xếp game chi trời. Lụm lại được đồ rồi, đỏ quá. Chơi. Không chơi nữa. Thôi không có vô đâu. Đừng có dụ nhau gì. Khu này trống quá rồi, đi thử cho biết ha. Gần đây có cái mỏ sắt nè. Sunfua, có cái mỏ đồng ở trên nè, còn lại là mỏ sắt luôn. Mình đang cần cái mỏ đồng. À cái mỏ này đi rồi. Đi xuống dưới luôn. Đi dưới coi thử. Ừ, hồi nãy quên ném bom nó hử ta. Chứ bom này 50 đam. Mình chọi 4 trái là 200 đam. Cũng được phết à. Cái này 45 đam. Ok, về tôi chế một nồi bom tôi tống vô mặt nó. Chứ cây cuốc của mình có 20 đam thôi. Máu nó 1.200. 1.200 mỗi trái là 45. Cho là 40 thôi. Mình ném hụt nữa, vậy là 30 trái bom là nó chết. Bổ lão hả mày? Dưới này có cái đinh gần nữa nè. Đinh gần này thì chắc nó dễ hơn. Có cái mỏ đồng nào gần đây không? Toàn bộ là mỏ sắt lắm, như không. Ấy. Được cái thành tựu gì đấy? Chết rồi, cây cuốc của mình sắp hư rồi. Nãy tưởng đâu cái đinh gần nó dễ dễ giống gì. Ba lô phui hả ta? 50% trong 30 giây. Được à, cái này để đến boss à. Hạt táo thì không cần nè. Nắm 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 táo đuốc bánh sắt để lên, cuốc sắt vẫn cần. Cái này tiền không đó?
5 hộp đồ ăn. Thịt để lên luôn đi. Để hộp đồ ăn xuống. Trời, nó cho ba cái gì không à? Mỏ này có bộ lớn nha, nó tới 5 ô luôn nè. Bách bách mình vui rồi, đi ngang tí nữa là được. Coi dục bớt cái gì bây giờ, một chế lụ, bây giờ quan trọng lắm. Cái này để chế tạo đồ nội thất gì nè, nhìn thì có vẻ quan trọng hết á. Mấy xà lam này chắc chục bỏ đi. Cúc. Bây giờ cần thuốc không? Và tặng đồ cho em nó luôn. Hello baby, anh đến với em đây. Còn cái gì để tặng không? Còn mấy cái cửa, mấy cái ghế nhiều lắm. Và cho em ngày hôm nay đây. Rồi ngày mai nữa là đủ đó. Bây giờ mình về thôi. Khoan đi kiếm cái mỏ đồng nữa nhé. Không có một cái mỏ đồng luôn. Thứ 9. Đây có cái mỏ đồng trên này đây. Cái hang này hình như tôi đi rồi phải không ta? Đi rồi, mình mở bản đồ đây rồi. Đi lên tí nữa đâm ngang. Mình đi ngang cái mỏ đồng rồi đó cái này đừng có nói là đồng nha, đâu có lắp xuống được đâu. À nó nằm phía dưới rồi. Đây nè, mỏ đồng nè. Lúa thì chả cần.
Bây giờ gỗ này cho hết vô luôn. Về nhà. Chuyển đồ lên. Xếp đồ lại. Chuyển đồ lên luôn. Ê khoan, còn mấy cái chỗ cây nè. Ủa, à, cái này cái tin bo. Cái này cái thang bỏ vô đây. Miếng sắt bỏ vô đây luôn. 140 quặng sắt, 140 sinh phua. Sinh phua thì để vô đây. Sinh phua ở đây. Đốt luôn đi. Đồng đồng hồi nãy mình có miếng nào không ta? Hình như không. Chế tạo thêm móng sắt nha. Hết nhiên liệu quá. Cái này để lấy gỗ rất là nhiều luôn, rất rất là nhiều gỗ là từ mấy cái cây rễ này. Cây nó mọc rồi. Ê, được cái gì nữa cả. Sáu trăm mà, 600 chắc chưa đủ đâu, thêm đi. Trời ơi nó mọc. Cái cuốc sắt mà chặt cây nó còn hư nữa. Rồi được rồi được rồi được rồi được rồi. Cấp phần nữa vô đây đi. Chế xong cái đồng thì mình chế tiếp cái sun phua. Có sun phua thì mình đi chế mà lựu đạn vô mình chọi con boss. Trời bể động boss luôn. Cài cú. Thêm vài chục cái cú sắt nữa bạn ơi. Lúa này không cần đâu.
Nhiều cái đường gai này, 97 cái, ngon à. Cái này để xuống học không đi. Lu Capper thì chắc là nó cái đồ trang trí hay là cái gì á. À, chế mấy cái món cho em nó nữa. Đây nè. Chế 4 cái đi, tí đi tặng em nó luôn. Lu Capper hả? Không phải cái này. Thì nó là cái gì ta? À, mình chế thêm vài cái máy khoan nữa. Aegon Tube là cái ống sắt tròn. Là cái này đây. Thiếu. Thiếu cái miếng sắt. Cái bộ sắt nhiều cần nhiều hơn là đồng á. Lại thiếu cái gì nữa rồi. Ủa chế độ mày. Trời ơi chế bên đây mới đúng. Lũ đảng con game. Bây giờ mình thiếu quặng đồng rồi. Đây, một đống ống đồng đây. Đây cái này mới đúng. Ủa đâu phải cái này. Cái này nè. Này làm lâu quá nha. Nên chắc là tôi để vô bên đây nó làm luôn á. Hai bốn ống, sáu ống nữa thì được hai cái máy nữa hả? Đợi đi, sáu ống nữa mình lấy luôn. Bốn ống. Qua đây cái nữa là xong, làm thêm hai cái máy đầu. Đây. 1, 2. Rồi đi thôi. Ủa? Cái xe của mình nó đậu bên kia rồi, thiệt. Mình bây giờ chia cái gỗ này ra mỗi bên 100 cái, xong rồi xây cái đường gây xe lửa dẫn về nhà. Cái quên chế cái kia rồi, quên chế cái mà cái xe lăn này. Đây là cái khu vực xe lăn của chúng ta.
Chối hả? Đói thì ăn. Cái này để thả nó bay bay lên đây nè. Đó. Nó tự đào mấy cái đó. Phải bỏ nhiên liệu vô nó hả? Nhưng mà nó bay đi đâu thì tôi cũng chả biết luôn. Nãy giờ có thả mấy con này mà chưa thấy nào dễ anh. Máy được rồi. Vô đây tặng quà cho em Lily coi em ấy có cho mình đồ gì không. Sắp đủ level 1 rồi. Game này đi lanh quanh nãy giờ tốn thời gian phết đó. Quà cho em đây. Em lấy cái cửa đôi này không. Lên level 2. Lên level 2 thì đó. À đây rồi nào, nói chuyện với Lily. Trái tim ấm áp, thức ăn yêu thích 1 và 2, trái tim ấm áp. Cho nhân loại hay là cho giấc mơ, cho giấc mơ đi. Tại em này nó cũng không thích nhân loại cho lắm. Nên cứ cho giấc mơ là tới. Em này thì sẽ rất là muốn được tự do, không có ai quản thúc em nữa đâu. Đây, lên tim. Từ người lạ chúng ta đã thành bạn. Ngon. Bây giờ hỏi về thức ăn ưa thích của em đó. Hết phone cây bánh kem mà. Mình có đem theo không? Không. Telegram gì đấy? Telegram mà là cái gì? Telegram mà chin. Rồi thức ăn mà yêu thích thứ hai của em là cái gì? Bánh kem nha, nhớ nha. Rau củ quả. Đây nè, có luôn cho em nè. Hình như phải bỏ trong cái ba lô nó mới tính. Đây, bỏ trong cái ba lô nó mới tính. Bỏ trên cái thanh mà tinh ba nó không tính. Bây giờ mình tặng quà nó được không? Rồi, tặng đủ ở trên rồi, không lấy thêm. Mình có 18.000 nữa. Xin cái lời cầu nguyện của em đó. Xin cái lời chúc phúc. Thì cái lời chúc phúc này không biết nó là cái gì. Cái này là cái đường dây xe lửa hả? Giờ nó mới hướng dẫn nè. Nói xuống đây luôn được không? Không, nó cũng chỉ nói như tôi thôi. Bây giờ tới đây có quẹo được không nè? Quẹo xuống thứ đây được không ông nội? Chạy tới chạy lui vậy. Đấy được luôn. À tức là nó lắp cái đường ray ngang qua luôn. Rồi ok. Hiểu.
Picker là cái máy nhặt đồ 7x7 cho mình. Còn cái này là cái bộ đào. Giờ tôi mới biết cái này có hướng dẫn đó. Mình sẽ đặt bộ đào và đặt nguyên liệu vô, nó sẽ đào. Nhấn E thì để lên xuống mấy cái hang. Thao bơm. Cái bơm này không ảnh hưởng đến mình phải không? Đây là cái con máy bay nè. Nhưng mà nó bay về, nó bay đi đâu? Nó chỉ cái mũi tên gì xuống đây, chắc là cái nhiệm vụ hay gì đó. Cây công nghệ. Cái này thì xây dựng nhà cửa cho mình, cái này là trồng cây, mấy cái này thì xong hết rồi. Ta lành này là cái gì? Ta lành chưa mở. Test. Test thì mình được ba cái lò mới nè. À cái này về gắp cái ống đồng với mà cái gì ta? Cái bản vẽ này ở đâu mà có? Nguồn gốc là từ cái nhiệm vụ chủ đề của Mona. Quét việc phép Sona. Nói chuyện với Mona ở đâu nào? Cái này thì nêm đi. Lấy cái anh cho em K1 và đặt nó trong nhà của Joe. Nhưng mà cái này lấy ở đâu? Anh cho tay bơ quam. Anh cho tay bơ quam. Nó làm gì có cái đó. Chứ bơm này chế dễ nè. Nhưng mà trội vô con boss thì không biết nó nổ gây đam không. Chỉ cần có hai sunfua với mà hai cái limton thôi. Có đủ luôn nè. Quặng sunfua, còn cái này tôi lỡ chế thành cái này cho này. Quặng sunfua hả? Gần đây có cái mỏ sunfua nữa. Ê ê lộn 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 sunfua o có cái mỏ ở đây, đi thẳng lên trên bên trái, đánh dấu cái điểm này trên bản đồ đó. Ở đây chúng ta có một cái mỏ mỏ hồi nãy nó hướng dẫn xây đường ray là mình cứ xây chồng lên là được. Sunfua là ngang đây quẹo qua, đi hơi xa rồi. Tầm này phải không? M 9 9 ở dưới một tí nữa. Kìa 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 kìa. Mình hết cái gỗ này còn. Cái xe lăn của mình đâu rồi?
chúng ta chơi bơm thôi anh em ơi. Rồi tôi bèm vô thử con quái ơi. Mày ra đây con kia. Ngon, ngon. Chế 50 trái rồi vô rồi đập đầu nó luôn. 50 cái là 100 xung phua phải không? Rồi chúng ta chờ thôi. Đi xe lăn về nhà. Ê! Tên tên. Ủa tính ra cũng sát bên nhà mình chứ đâu có xa đâu. Chế sạch hết trơn này. Thiệt. Đi làm tí gỗ nữa. Đây có cái quặng sinh phua nào đó không? Igon, toàn bộ là Igon hết. Vô nghĩa. Igon bây giờ nhiều lắm. Cái mỏ đồng của mình hồi nãy. Nãy có mỏ đồng ngay đây phải không ta? Mình đi qua bển lấy đồng thôi. Cái này cho nó rèn sắt luôn đi. Chín 55. Rồi chúng ta đi lấy đồng với bà Xuân Phua về. Sau đó là gom đồ đi bên con boss. Đi chọi lưu đạn con boss. À khoan, chế một miếng mà bánh kem mình đó nhá. Xong cây nè. Đây nè. Ngồi luôn. Thiếu lúa thôi. Trứng con sâu chứ mà lúa. Lúa mình còn 60. Thì chắc là 60 cái trứng con sâu nữa. Đây. Trứng con sà lam 60 vừa đủ. Rồi, để nó đó được rồi. Mình đi mình tặng quà cho gái thôi. Sim lỏ đến đây. Lên tên.
32 hả? Thôi, để ít ít thôi. Mình đầu cái đó là 30 ngàn quặng luôn. Ship. Bây giờ đi lấy sunfua. Công nghệ hiện đại quá, chúng ta không còn chạy bộ nữa. Rồi về. Tặng quà cho gái, mới qua ngày mới nữa chứ. Gái ơi. Người tán nhảm với gái thôi. Bây giờ có quà cho em đây. Ngày chỉ được tặng 4 cái à. Bây giờ đồ ăn cho em đó. Nói chuyện. Cái nãy nó cho mình hiệu ứng cầu nguyện 1.000 tiền là cái gì ta? Ý, em đã bán đồ mới rồi hả? Hồi 30% máu. Giảm đam cận chiến đi 20% trong 30 giây. Tăng cái đam tầm xa lên 20. 1.200 lận. Rồi ơi, tiền đâu mà mua em ơi. Chúng ta là người quen mà, em có giảm giá không? Chắc về chế độ rồi bán á. Mình ăn đồ ăn đúng hộp không à. Em nó có bán máu thì ok đi. Chừng nào có tiền mình lại mình mua. Bây giờ về nhà đó. Chế bom nhé. Chế bom đi đánh boss. Đó. Limton. Limton như dục hết rồi nhà ơi. Chín đồng một, một cái này ra 4 đồng, 999 thì phải 200 cái này nữa. Hết luôn đi, cho hết luôn đó. Lương to là cái này đây. Bây giờ lấy thuốc đi đánh boss nào. Cái lựu đạn là phải đam Ganger không ta? Đam tầm sao? Nó là dạng bom. Cái này 60 đam luôn, 7 ô. Khiến quân địch chảy máu, ngon, xin ba trái luôn. Bây giờ là chúng ta đi nổ lựu đạn nó. Cái rễ cây này không bỏ đây. Cái mũ này là 80 máu, 31 giáp. Nhân vật chúng ta là bốn 140 máu, 19 giáp thì máu nó cao hơn nhưng mà giáp ít hơn thôi. Tính ra không chênh lệch mấy. Thôi vẫn giữ cái này đi. Lấy cái đồ ăn theo. Thuốc.
60% máu có 4 bình luôn. Ừ, cái này thuốc bậc 2 đem theo là hơi phí nha. Rồi cứ đem đi, ít nhất là 2 bình. Máu dưới nửa cây thì mình cắn. Cái này đi 2 bình luôn. Thuốc thì sau này tôi nghĩ là chế dễ á. Bơm, bơm đem hết theo. Mình chỉ đem đút theo thôi. Ba cái sừng, 5 cây cuốc. Ủa gì phải không ta? 1, 2, 3, 5 cái lận. 5 cái thì không phải như vậy. 5 cái thì giống vậy không nào. À cái kia là sunflower. Sunflower gì để như vậy. Như vậy. Chế bơm 80 trái luôn. 99 trái luôn, bị chọi lỗ đầu ấy luôn, thua nữa thì thôi bó tay luôn. Bây giờ cất hết đồ vô, đem theo là 99 trái bơm này, một đống thuốc này, 9 cây đuốc, một tí máu, đồ ăn cắn mỗi loại một cái nữa. Hai cái đồ ăn này, mấy cây cuốc theo phòng trường hợp mình cần phải đánh quái. Lưu ý là không có xếp game bậy bạ nữa nha. Xếp bậy bạ nữa là toang luôn. Cái này cái lẩu nấm lấy luôn. Phải đường này không gì? À đúng rồi, đi thẳng qua phải, quẹo xuống. Này là cái gì? Sunfua hả? Rồi vì mình làm sunfua hơi bị nhiều rồi đó. Ngày 29 chúng ta xếp game ở đây nha. Đào cái lỗ quay về đó để hồi mình qua đây đúng ngay chỗ này. Rồi ăn đồ ăn vô. Ta chơi chế lụi số 4 trước. Mày ra đây quái. Đi là đen. Chết rồi, không được rồi, lụi không tính đam mày.
nó đập cái chết luôn. Không có kiếp, kiếp qua nó không tính lụ rồi anh em ơi, chơi bẩn đéo được rồi. Trẻ chàng xe cát chế 100 trái lựu đạn. Vậy là chỉ có thể đánh nó bình thường thôi. Nên về tôi sẽ đầu tư nâng cấp cái này lên. Không có xài cây sắt nữa đó. Đem chuẩn cái hàng chuẩn chỉ đi, đánh nó luôn. Thì cái đâm cận chiến này nó không có ngon mấy rồi. Giáp của mình 123. Máu 506, yếu quá à. Ăn ba cái boost này vô. Uống ly nước ngọt nữa. Uống một ly nước ngọt. Cái bánh kem nãy chưa có lấy rồi nữa nè. Uống ly nước này, nước ép táo. Nước ép táo của mình không có. Có mỗi táo thôi. Nước cái táo này nó chả tác dụng gì cả. Bây giờ đem hết cái lũ này theo thôi, chứ lũ kia là vô nghĩa rồi. Trời ơi. Mà đánh xong mình mới quăng lụ nha. Hai trái lụ 1-2 thì vô nghĩa. Thì tí nữa giục ở nhà luôn. Mất 50 máu. Không ổn, mất 50 máu thì nó không ngon. Đem toàn bộ máu theo luôn. Cái này nó tăng gan đam thôi. Thuốc chống chịu 30 giây mình uống 2 bình. Cây cuốc thì mình sẽ phải chế cuốc xương, đem mấy cái sừng theo. Ngon. Chế cuốc này nào. Cuốc này 30 đam lận. Ngon với mà miếng đồng. Miếng đồng với mà sừng linh hồn. Không phải sừng này. Sừng linh hồn, miếng đồng. Một, hai, ba. Găng tay, nón, áo. Áo với quần mình thì vẫn còn cái đó. Giờ sao ta? Cái sừng này để đây đây.
Đây là cái hành trang đánh boss của chúng ta đây. Ok, ngon nghẻ hết rồi đó. Rồi. Đi, xử trảm con boss. Cài cú nè. Đội bộ gì xa vãi ra. Không được nữa thì mình lấy tiền mình đi mua máu luôn. Đây, số 1 là cán boss, số 2 máu, số 3 là vũ khí của mình. À không, tôi còn một cây rìu nữa. Quên 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 quên, đi về đó. Còn một cây rìu xịn để dành đánh boss. Nó đây nè. Đó, cây này 30 đam. Ủa? Ừ, chỉ số chí mạng nó cao hơn. Nên để ở đây đi. Cây này độ bền 286. 286 thì chắc cũng đủ. Tưởng chơi dễ ăn, chế đống bom vô chọi méo được. Phế đúng phế luôn. Rồi chúng ta xếp game ngay đây. Bắt đầu cắn bút. 5, 6, 7, 8, 9. Lấy cái rìu xuống. Số 5 là bom nha. Rồi, bắt đầu cắn thuốc. Cái méo gì vậy? Ôi vãi thiệt. Nó vả không sót một cái luôn. Đốt đinh nhanh lên cái nha. Cái chiêu nó vậy sao mà né được. Thôi thôi. Cạn sạch tài nguyên luôn. Reload không biết nhiều lần. Này là cái gì? Linton.
Đánh xong hết rồi làm gì nữa? Mình đang ở đâu đây? Đi ở trên này còn rộng lắm anh em ơi. Trên này còn nguyên khu này chưa có đi luôn nào. Đi ra, đi ra. Ủa nhặt được cái gì nè? Cái gì nữa nè? Cắn hết 3 bình máu rồi. Bốn chục đam 90 độ bền. Cây này xịn còn hơn cái cây này nữa. Cất cái này vô. Vậy là xong đó hả? Nguy hiểm danger nè. Khu màu đỏ, khu màu vàng, khu màu trắng xanh. Mình rảnh mình đâm thẳng lên trên hướng này khám phá coi cái khu trên này là cái gì. Ở đây có dấu chấm hỏi nè. Đi lên đó gặp Mona đi. Rồi chúng ta quay về. Số 0. Đánh con boss là cạn sạch tài nguyên luôn. Boss ra đóng vô luôn nè. Cắn như cắn hút phiện vô. Đây, cất cây rìu chiến này vô. Các đồ gì nhiều chiến này nữa. Game này hiện tại chưa có sửa đồ nha, nên nó rất là fail. Máu thì 1, 2, 3, 4 đi. Máu bây giờ cũng tạm gấp vô đây luôn. Nào đi đến boss thì mình mang theo. Chế đống đồ nội thất cho em nó nữa chứ. Nắm 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 bơm 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 bơm. Đi một đống thuốc luôn. Ngon, xong được con boss mà chả có tác dụng méo gì hết ngoài một đống đồ. Bây giờ đi trên này, cứ đường này mà đi thẳng lên thôi. Ok. Mất máu nhiều quá, đi tắm hơi một tí đã. Đừng nói lên chỗ đánh boss Mona nữa nha. Sắp hết boost rồi. Rồi hết sạch bút luôn. Ở dưới này gần tháng trời rồi. Xe lăn đôi. Khoan lấy đồ của mình đó chứ. Mấy cái đồ này thì chắc không cần lấy đâu. Lấy đây. Ok, go. Chúng ta lên gặp bé Mona. Này, đi thẳng lên. Có cái xuồng không ta? Có cái xuồng đây.
Ừ. Rồi cái sông nó có nhiêu đó, tưởng nhiều. Xây mẻ cầu qua cho rồi. Để đây đây. Bên đó có gì cả, sao qua được bức tường này ta? Cái chỗ này giống giống cái chỗ tutorial đầu game á. Có cái gương, có cái gương. Cái gương nó gà gỗ không à. Gọi đến boss luôn rồi. Không có đem mướn thuốc nào theo luôn. Dễ lắm. Rồi mũi, anh nói chuyện với em nha. Em nói sống ở cái khu mà hoang tàn quá vậy. Coi thử em này nó thích cái gì. Partner của chúng ta đây, đối tác nè. Em này thì thích mấy cái đồ ăn, mấy cái trang bị. Đồ ăn và trang bị hả? Em này đang rất là giận dữ luôn. Đồ ăn với trang bị ok. Đồ ăn thì anh không có đem rồi em ơi, bây giờ chúng ta nói chuyện thôi. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Nhân loại mày dám xuất hiện trước mặt tao à? Không thể tin là tao có thể thất bại trước một cái nhân loại như vậy. Bây giờ đưa anh cái bản vẽ nha. Không có đồng ý hả? Dám thái độ hả? Nhà ngươi nghĩ có cái bản vẽ đơn giản như thế à? Đừng có mơ giữa ban ngày như thế. Nếu muốn cái bản vẽ thì mày phải cắt cái não của tao ra. Khổ báo gì? Lily nói với tôi về cái trải nghiệm của bạn rồi. Thì sao? Tôi không thể thay đổi mà cái quá khứ của bạn. Nhưng tôi muốn là một cái lời hứa mới. Kể từ giờ, anh sẽ không để ai làm hại em nữa. Nói câu mà nghe ngọt ngào quá vậy. Không để em đau đớn thêm một lần nữa. Anh muốn kết bạn với em trong tương lai, khi mà chúng ta trở về cái thế giới trên mặt đất, sống cùng nhau và cùng khám phá một thế giới mới. Ừ, à, thanh niên này tán gái đúng là chỉ có trong game thôi đó. Không thể tin một câu chữ nào từ cái lời nói của ngươi á. Nhưng lúc này ta đã bị đánh bại. Ta có thể bây giờ bản vẽ cho ngươi. Nhưng cái gì? Nhân loại thì tốt nhất từng có bao giờ xuống khám phá cái tầng tiếp theo hả? Là sao? Well. Ủa em nó không đưa mình cái bản vẽ bị mất mà mình phải mua hả? Bản vẽ thất lạc nào. Cái này không biết là cái gì, nhưng mà cứ mua đi. Thấy lạ lạ thì mua thử cho biết. Đây là cái bản vẽ. Mình có thể nghiên cứu trong cái phòng lab của quái vật. Em này nó đang giữ nó. Rồi cái này mình tới cả ngàn rồi. Thì lo cái gì cũng biết. À, có đồ ăn cho em luôn nè.
Vô nhà em nó chơi được không? Không vô được. Không cũng không phá nhà em nó được. Không có phá tường trong này được luôn. Ngày thứ 30 rồi. Hết ngày rồi, tặng quà thêm được không? Tại sao bạn lại ghét tôi như thế? Rồi đọc cái cốt truyện chính thôi. Chứ dịch trình độ tiếng Anh một chữ của tôi mà sao dịch được bằng cái này. Đêm này thì vẫn còn ghét con người dữ lắm. Nếu như 4 á, mỗi ngày lên 12 thì phải 9 ngày. Điên vòng bên ngoài coi cái 9 ngày nữa lên. Cái đường cống thoát nước như nào. Không có vô được luôn. Đây có cái mỏ sinh phua luôn á. Số 9. Ở đây là có sunfua sắt thép đồng luôn nè. Mới mốt mình đào cái mỏ này nó nhanh hơn. Thôi xuống vô mấy máy kia đem hết đây cho nó nhanh. Đi mình học được cái cây diều mới nè. Diều linh hồn. Là cái cây, không phải cây này, cây kia. Cái thổ này thổ mới hả? Vô thử luôn. Đi có cái gương, có cái gương. Trời, cái gương này toàn gỗ này. Thầy cái gương này. À, được cái bản vẽ chế cái bom này rồi. Tôi chọi bể đầu con boss luôn. Nãy mình đi đường nào xuống ta? Đường này. Xuống lần này xuống lần nữa thì nó có tác dụng vô không? Không cho mình xuống luôn. Bên đây có cái gương này đó nè. Cái gì mà phui ba lô? Đây, nó cho mình cây diều này. Diều này tới 35 đam lận. Đáng lẽ người ta lấy cây diều này trước, người ta mới đến boss sau á.
Méo hiểu sao mình chơi hơi ngược đời thấy. Bách bách phui được cái điều phui nữa kìa, dục luôn. Con chuột. Cái này cù bắp, cái sừng, cái miếng cánh, cái xương, cái này mới mua, cái bản vẽ, cái cửa này chắc chục quá, cái lựu đạn, gỗ, gỗ này dục đi có 11 à. Một cái bản vẽ, một hồng, một cái bình thuốc, bản vẽ cái quần thì dục tiếp cái điều này. Phía trên này nhiều cái mà ghê ghê nha, bên này có cái gì nữa nào, đục qua luôn. Nguyên một cái khu vườn trên đây. Ngon phết á. Trời ơi, nó trồng đủ loại với anh luôn. Trên này có một cái mỏ nữa nè. Được phết. Có thời gian ghé qua đánh dấu. Đánh dấu trên bản đồ. Nó nằm ngay cái chỗ này. Còn một cái mỏ sinh phua ở đâu ta, sinh phua là đâm ngang, đánh dấu chỗ này bản đồ luôn. Kìa mỏ sinh phua bên rồi. Có một mỏ một thôi, nhưng mà một thì chắc cũng đủ rồi.
Ây da, con quỷ sâu gớm. Con này nhìn nó ngầu lòi vậy. Thôi, không chơi nó đâu. Hết thuốc rồi. Ba lô phui luôn rồi. Ủa? Thiếu gỗ. Thiếu gỗ kia. Ok. Vải bây giờ cất vặn vô nè, tin phua để đây mà chuyển hết lên. Ok, ta được cái cây búa linh hồn mới 30, cây 35 ngon. Đây nói đây, miếng sắt với cái queo hả? Cái queo là cái này hả? Nặng nghe à, nhưng mà độ bền nó tới 900 lận, vậy là mỗi cái là 1.000. Một ngàn, trời ơi. Mình 27.000. Nãy biết gì mua nhiều nhiều cái queo này đi. Năm miếng sắt. Ngon. Cây này 40 lần nè, cây đó còn cao hơn nữa. Kiếm bản vẽ cây này nè. Hay Gold Hammer Fix nè, 225, còn cây này giá 900. Đồ gì gần hư mình bán nó được không ta? Hay là giá nó tính theo độ bền? Không, cây này gần hư thì vẫn được 75 nè. Tí tôi đi bán thử cây này được 75 đồng không? Bán được thì ngon á. Mình xài gần hư mình bán xong là tính ra tốn có 100 đồng à. Ba cái nước ngọt này chả bổ béo gì cả.
chích lựu đạn này để ngứa mắt. Gỗ này cũng gỗ khó kiếm nha, cái gỗ phao la nè. Gỗ phao la để đây. Cái sừng để đây. Chúng ta coi nãy là chế được cái gì đó. Có thấy cái gì mới đâu ta? À là mở trong cái cây công nghệ thế gì đó. Trong này. Ở cái này. Đây nè. Ba bản vẽ là 10 cái tu be, 10 cái copper, ba bản vẽ. Ok. Nãy mua con bản à. Khờ quá. Đây có đồ mới. Mất đi mười mấy giáp lận. Da chuột. Có cái nón. Có mỗi cái quần mới thôi. 15 da chuột. Trời ơi, tách ra xong bấm đặt lên. Biết là lú mẹ nó rồi ơi. 15 da chuột. Gấp. Đúng là có đi nhanh hơn thiện chút. Cái này để tặng gái nè. Tặng mỗi lần 4 cái hả? Cái này cũng để tặng gái luôn. Đi xin miếng sắt. Hết gỗ. Gỗ lên cái bàn này chế chế một đống cái ghế này. 10 cái ghế. 20 cái ghế luôn. Chủ yếu để tặng gái thôi. Bệnh sĩ. Bây giờ chúng ta có ghiều mới rồi. Thử bán cây này 75 đồng không nha. Cây này nó gần hư nè, độ bền cũng 46 nè. Em bán hàng anh ơi, cây ghiều em còn mới lắm. 75 đồng. Ngon. Vậy mình xài cây này gần hư rồi mình bán lại 900. Thử đục vài phát coi. Đồ bền là mất 4. Giá vẫn 900, ok. Ngon đó, quên đó. Chế thêm một đống đường dây xe lửa nữa. Hết ống đồng rồi hả? Trời nãy giờ không chế. Đứng múa múa cái gì á. Vô trong thang là cái gì? Bây giờ đi tranh thủ đi trồng cây đi. Mình cần thêm là lúa. Lúa và củ hành. Củ hành thì dễ trồng lắm. Lúa còn nè. Vậy bây giờ mình trồng củ hành.
chưa có tới tiêu tự động đó. Tám. Cây này nó quay tè tè với đó hả? Nha. Như mình đánh tay liên tục thôi, không khác gì mấy. Cây này là chịu đấm ăn xôi đánh con sâu được á. Tôi qua tôi chọt cái con xà lam này khá là mạnh. Cái gì mới tưới xong mà đòi nước nữa vậy? Vãi thiệt cái củ hành này. Kìa, mới tưới xong đi đúng vòng nó đòi nước. Cái này để đánh nhau thôi, chặt cây không ngon bằng cái kia rồi. Ngoài ra đào đá thì nó cũng không có đào nhanh hơn cây sắt nữa. Ê quên. Đem theo đống đường gây theo. Hai trăm cái đường gây là đủ rồi đó. Thêm một cái xe lăn nữa. Hai miếng sắt. Ừ, mấy cái cuốc sắt của mình đó hết rồi, dục hết rồi vậy. Lại đòi nước, thiệt con game. Tưới lần nữa đi nha. Trời ơi, game này nó cứu hành mình, không có hệ thống tự động tưới tiêu là hết muốn chồng luôn đó. Từ sau mình về lại chắc thu hoạch được luôn rồi. Rồi đi. Đường về tim em. Đáng lẽ nãy nói cái đường này mới đúng. Thôi đào lên để gì xấu đó.
tốn thời gian. Game này đúng là game nông trại thôi, chứ không phải là game đánh nhau. Xe lăn đâu? Để ở đây. Rồi nó không cho mình chạy xe vô thẳng nhà nó luôn. Thiệt. Đã làm biến rồi còn gặp mấy cái này nữa. Ăn bánh kem em ơi. Anh đem đồ ăn cho em nè. Quà đây. Đừng có dụ dỗ tôi bằng ba cái đồ ngọt này. Hết rồi, em nó bán bao nhiêu đó à? Mua hết bán giản đi, không biết để làm gì nhưng mà mình giàu lắm. Cái này là cái gì đấy? À, cái nhà ông nội thằng xóm này. Trời ơi, nó cắt ngang cái tủ của mình hả? Thì cắt ngang cái giường ngủ luôn. Quỷ sâu nào vô đây vậy? Kiểu này phải về nhà nó. Mấy cái đảo nổi nổi đã hả? Ủa sao đi bên đó? Đi đây chứ.
Tên tên tên. Vui rồi. Bên này vẫn còn gỗ nhưng mà không cần bánh răng ở đâu. Bây giờ làm cái gì? À đúng là chế cái gì đó. Cây công nghệ. Chúng ta chuẩn bị sang tầng 2. Xong nghiên cứu. Thiếu 10 cái ống tròn này, 10 ống tròn kia. Cái này thì chưa có đâu, chắc còn lâu lắm. Nên tới tầng 2 chúng ta nghiên cứu một đống nè. Game này dự kiến nó tới 10 tầng nè. Bây giờ 6 tầng không biết chơi bao lâu nữa. Khủng khiếp. À quên nữa, qua đây thì gặt lúa. Củ hành này nó thay cái thế là cho cái bắp cải được, nên mình trồng củ hành này nó tưới nước là hơi mạnh tí thôi, sau này có tưới tiêu thì ngon. Chứ lại mình không cần phải gieo hạt lần nữa, nó cứ mọc lên một số gì hoài luôn, tác dụng của củ hành đó. Ủa nó không có xuyên qua hả? Củ hành này nó xuyên mà này nó không xuyên. Thôi mình biến đào thai quá. Cây này gần hư này đem bán. Đồ bền còn có là 15 mà. Đi bán lại 14 cho anh ấy. Bán hàng anh ơi. Tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm. Sale. Ê, bán lộn rồi. Lỗ 100 đồng thôi. Bây giờ làm cái gì ta? Đi gom mấy cái mỏ về á. Chê, em nó không lấy đường gây xe lửa. Chắc là lấy mấy ghế này thôi. 4 cái, ngày 4 cái. Này có gì dữ vậy ta?
này rất ít thôi, không cần nhiều. Về thôi. Trăm, 100. Vận động 999 vãi thiệt. Ok. Argon 2BA, 50 copper 2BA là mấy cái ống. Làm xong cái này đi rồi nghỉ luôn. Hàm 4 không đủ gỗ rồi, đi farm gỗ thôi. Lấy cái cây kia farm cho nó nhanh. Hình như mấy cái cây này nó méo cần tưới đâu. Kìa nó mọc rồi. Cái cây cái máy với trúc lại. Đùa luôn cái bãi dưới này, cái bức tượng này ngứa mắt, nó mọc ra nữa rồi.
Hết đồ ăn hả? Cái này là cái gì? Đi xuống tầng 2 thử luôn anh em. Cabin là cái gì? Hả? Không thể tin có một nơi lớn như thế này trong một cái máy đào đó. Nơi này đúng là đẹp đấy. Tuyệt thật. Đúng là cái phòng lắm tuyệt vời dành cho tôi. Lê Lê, có muốn đánh nhau với tôi ở nơi này không? Em này là Lily, em này là Momo nha. Rồi ok, từ từ có bản vẽ cho em mà. Đây là bây giờ là căn cứ của chúng ta nha. Bây giờ mình dắt gái về nhà được chưa đó. Còn một căn phòng rất là lớn thôi. À, thậm chí là trồng cây trong này luôn đó hả? Có tủ có giường luôn nè, tí nữa tôi ra dời cái đống ở ngoài của tôi vô ngon, có nước đây luôn. Vậy là mình trồng cây trong đây đi, đâu cần ra ngoài đâu, là thôi 3x3 là được, vừa đủ 6 luôn phải không? Cũng được. Xuống nhìn cái tầng 2 cái về nha. Nhưng mà xuống rồi về được không? Tôi không biết nữa. Thấy hiu hiu sao á. Thôi 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 thôi. Ngày mai đi xuống. Hôm nay nghỉ tại đây thôi, đi tắm tí cho nó hồi máu. À bây giờ mấy cái này mình dọn hết vô cabin. Chí máy móc mình không cần để ngoài luôn nữa. Nhưng mà sau này đi, bây giờ biến dời quá. Bây giờ cây này nó chín rồi nè.
Coi thôi, hôm nay nghỉ ở đây thôi anh em ơi. Ngày mai thì tôi sẽ xuống cái tầng 2 coi nó thử sao. Còn bây giờ thì đi vô cabin thì ngủ. Quá trời chỗ này nó sáng vậy nè. Nhưng mà tôi thích xây ở ngoài này hơn là vô cái cabin. Vô cabin này mình tốn nhiều khai thác, tốn nhiều khai thác lắm. Đây nè, bây giờ xây cái phòng tắm hơi cho mấy em đó đã. Cái cầu thang, cầu thang ở đâu ta? À đây này có luôn. Đó, xuống tắm cái nào hồi máu 1% máu mỗi giây, mất 50% máu thì tốn gần 1 phút. Chuẩn bị đói bụng nữa hả? Cũng rộng phết đó chứ. Ok, bye bye anh em. Chấp game. Ngày mai thì lần lần chơi kế tiếp thì tôi sẽ xuống cái tầng 2 coi thử nó sao. Còn bây giờ thì nhiêu đây được rồi.